Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Khát Vọng Cuộc Sống. Chúng tôi luôn hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ có những giây phút lắng đọng cùng chương trình Khát Vọng Cuộc Sống. Quý vị và các bạn thân mến, trong văn hóa truyền thống, phẩm hạnh của con người, đặc biệt đối với người quân tử luôn được chú trọng gìn giữ và phát huy. Người quân tử với tấm lòng thản đãng, khoan dung, chính trực và luôn coi nhẹ lợi danh. Khổng Tử đã từng nói, hoa lan mọc trong rừng, tỏa hương thơm, ngay cả khi không có ai xung quanh thưởng thức. Tương tự như vậy, người có nhân cách cao quý sẽ không để cảnh nghèo làm nhục chí tu đạo và xây dựng y đức. Người quân tử luôn hiểu chân nghĩa của cuộc đời. Dù trong hoàn cảnh nào, họ luôn tôn trọng các chuẩn mực đạo đức trong việc làm và tự kiểm soát bản thân bằng cách tuân theo những lời dạy của các bậc thánh hiền. Bất cứ nơi nào họ đến, họ đều lan tỏa lòng tốt và sự ảnh hưởng đến những người mà họ tiếp xúc, để người ta tôn thờ đạo đức và công lý. Hiệu quả và sự ảnh hưởng của những lời dạy ấy đã khắc họa rõ phẩm chất đạo đức của họ. Sau đây là một vài câu chuyện về Khổng Tử và các học trò đã được ghi lại trong hai cuốn sách Luận ngữ và Khổng Tử gia ngữ. Người quân tử nói bằng hành động. Có một lần, Nhan Hồi hỏi thầy của mình là Khổng Tử, lời nói của Phường Tiểu Nhân có những điểm gì chung? Là người quân tử cần phải hiểu cho rõ. Khổng Tử đáp, một người quân tử nói bằng hành động. Trong tất cả lời nói và việc làm, người ấy đều thực hiện theo những chuẩn mực mà thánh nhân đã dạy. Một kẻ tiểu nhân chỉ giỏi nói miệng mà thôi. Kẻ ấy chỉ giỏi đòi hỏi và tìm lỗi của người khác, trong khi lại chẳng đóng góp gì. Một người quân tử đối nhân xử thế bằng sự chân thành. Khi nhìn thấy bạn bè của mình vi phạm đạo đức, người đó sẽ cảnh báo những hậu quả mà bạn mình phải gánh chịu và khuyên bạn hành động theo lương tâm. Lời nói của họ là xuất phát từ trong tâm, bởi vì họ thật sự quan tâm đến hạnh phúc của người khác. Kết quả là tình bạn sẽ ngày càng sâu sắc hơn. Kẻ tiểu nhân thì lại thường kết thành bè đảng để gây rối. Tuy nhiên, chúng không thể không đổ lỗi và đâm sau lưng nhau. Khổng Tử cũng giảng, quân tử nghĩ về đức hạnh, tiểu nhân truy cầu hưởng thụ. Quân tử nghĩ về đạo lý, tiểu nhân truy cầu những đặc ân mà hắn có thể kiếm được. Điều này đã nói rõ những điểm khác nhau trong tâm của hai loại người này. Người quân tử không xuôi theo dòng nước, huống hồ là thông đồng với kẻ khác. Tất cả những gì họ nghĩ đến là làm thế nào để thực hành đạo nghĩa. Còn kẻ tiểu nhân thì lúc nào cũng chỉ lo nghĩ cho bản thân. Người quân tử tôn trọng phép tắc và quy củ. Kẻ tiểu nhân luôn đặt lợi ích cá nhân lên trên hết thảy mọi thứ, và tâm kẻ ấy chứa đầy những món lợi nhỏ nhen. Lời nói và hành động của một người đều dựa trên những suy nghĩ của người đó. Một người quân tử luôn nuôi dưỡng những suy nghĩ tốt đẹp và lẽ phải. Lời nói và hành vi của người đó là kết tinh của tình thương, lòng tốt và sự vị tha. Ở những nơi nào người quân tử đến, những suy nghĩ tinh khiết, tốt đẹp của họ sẽ lan tỏa ra những người xung quanh, thức tỉnh lương tâm của mọi người và trồng những hạt giống của sự chính trực và lòng nhân ái. Dùng trí tuệ để tránh một cuộc chiến. Khổng Tử đã dẫn các học trò đến đất Khuông, một vùng thuộc nước Tống. Những người dân địa phương đã nhầm Khổng Tử với Dương Hổ, kẻ đã từng tấn công tàn bạo người dân đất Khuông. Họ ngay lập tức báo động cho Giản Tử, thủ lĩnh của người Khương. Giản Tử vội vã tập hợp binh sĩ mặc giáp, rồi họ cưỡi ngựa đến bao vây Khổng Tử và các học trò của ngài. Tử Lộ, một trong những người học trò của Khổng Tử, còn dũng cảm thiên phú. Ông thấy khó chịu ngay khi nhìn thấy những người Khuông hung tợn vây xung quanh. Ông nắm lấy vũ khí sẵn sàng nghênh chiến. Khổng Tử ngăn ông lại và nói, Không lẽ những người đang tu luyện, hành thiện và công bình lại không thể ngăn chặn điều ác này sao? Ta thực sự sai lầm nếu không truyền rộng những án thơ cổ cùng những tác phẩm lớn và đề cao lễ nghi và âm nhạc. Lại đây đã, Tử Lộ, con hãy chơi nhạc và hát lên, rồi ta sẽ hòa tấu. Tử Lộ đặt vũ khí của mình xuống và lấy ra một nhạc cụ. Khổng Tử cũng tham gia. Sau 3 vòng ca hát, người dân khu nhận ra rằng Khổng Tử là một vị thánh hiền, chứ không phải là Dương Hổ tàn bạo. Họ cởi bỏ áo giáp và bỏ đi. Ngay cả khi ở trong vòng vây, Khổng Tử vẫn giữ được sự điềm tĩnh. Đầu tiên, ông tự nhìn lại chính mình để xem mình có làm gì sai hay không. Nếu không thì ông sẽ tiếp tục việc giảng dạy của mình và tác động tới những người khuôn thông qua lễ nghi và âm nhạc. Hành động của ông minh chứng rõ sự khác biệt giữa ông và Dương Hổ. Những người dân khu nhận ra rằng Khổng Tử là một người nhã nhặn, một người quân tử, một bậc thánh hiền. Mặc dù dung mạo bề ngoài của ông rất giống với Dương Hổ, họ đã bị đẩy lui và cảm thấy thẹn. Cuối cùng, họ đã cởi bỏ áo giáp và trở về một cách bình yên. Khổng Tử đã thay đổi người khác bằng đức hạnh của mình. Ông đã đảo ngược tình thế nguy hiểm. Khổng Tử đã minh chứng được lòng tốt xuất phát từ nội tâm. Mọi người đều có thể cảm nhận được lòng độ lượng cùng ý thức trách nhiệm của ông trong việc duy trì văn hóa truyền thống. Bầu trời tỏa ánh kim quang vàng tươi, chiều đóa sen ngát hương dâng người. Thế nhân hòa theo đoàn nhạc reo vui, kìa pháp luân đại pháp như bình minh sáng rực lòng ta. Cầu vồng rực rỡ tháng năm không quên, chiều trái tim khắc ghi lời người. Bước chân rộn vàng lòng người hân hoan, kìa pháp luân đại pháp mang thiện lương thức tình trần gian. Trái báo mưa gió không sơn la, đi khắp bốn phương răng rõ sự thật. Bốn bề là nhà bên gan vững chí, đệ tử đại pháp luôn kiên định. Như hoa mai nở trong gió buốt, tiếng nhạc vọng vang xa ngàn năm vẫn đợi chờ. Thế ước chờ xưa kết duyên lành, nơi nào đại pháp qua hồng ân sáng rọi, mau trở về thôi đất trời yên lặng. Kính thưa quý vị và các bạn, thực hành nhân đức luôn là điều mà người quân tử thực hiện và ước thúc bản thân hàng ngày. Người quân tử nói và làm phải đi đôi với nhau. Có thực hành được thì mới đúng là người có phẩm chất cao quý thực sự. Nhan Hồi, học trò của Khổng Tử nổi tiếng bởi đức hạnh, ông nghiêm túc lĩnh ngộ hàm nghĩa về chữ nhân, lễ của Khổng Tử, đồng thời thực sự dốc hết sức thực hiện, nhanh nhẹn thực hiện mà cẩn thận nói năng. Nhan Hồi thỉnh giáo Khổng Tử thế nào là nhân, Khổng Tử trả lời rằng khắc chế bản thân trở về với lễ chính là nhân. Ngày nào khắc chế được bản thân trở về với lễ thì thiên hạ sẽ quy về với nhân đức. Nhan Hồi hỏi lại yêu cầu cụ thể về nhân gồm những gì. Khổng Tử trả lời: không hợp với lễ thì không nhìn, không hợp với lễ thì không nghe, không hợp với lễ thì không nói, không hợp với lễ thì không làm. Nhan Hồi liền bày tỏ, con tuy không thông minh nhạy bén, cũng xin dốc lòng làm theo những lời dạy này của thầy. Khổng Tử khen ngợi Nhan Hồi là người nhân đức, đồng thời khen ông có tứ đức của người quân tử, tức là mạnh mẽ làm việc nghĩa, mềm mại tiếp thu can gián, sợ hãi, e dè khi được quan lộc, cẩn thận tu thân. Khổng Tử đề xướng nền nhân chính và đạo đức, niềm mong mỏi của Nhan Hồi cũng chính là xã hội thực thi giáo hóa đạo đức. Người người đều coi trọng nhân nghĩa, ai nấy đều yêu chuộng lễ nghĩa phép tắc. Mà thực hiện lý tưởng này thì Nhan Hồi và Khổng Tử đều chủ trương giáo hóa là chính. Bất kể hoàn cảnh gian nan thế nào cũng phải nan hành năng hành, khó làm vẫn cứ làm bằng được. Sách Hàn Thi Ngoại Truyện có ghi chép lời của Nhan Hồi rằng chủ trương dùng đạo quản lý, dùng đức giáo hóa để mọi người tâm phục, vua tôi đồng lòng, trong ngoài hợp ứng nhau, các nước chư hầu không ai là không theo nghĩa, người khỏe đi, người già được dìu đỡ. Thực hiện giáo hóa tới muôn dân, thực thi đức khắp bốn phương nơi còn hoang dã thô lậu, không đâu là không vứt bỏ binh khí, người dân tụ họp khắp bốn cổng thành, thiên hạ đều được yên ổn mãi mãi, côn trùng run rế tự do bay chạy, các loài đều vui với bản tính của nó, tiến cử hiền tài, sử dụng hiền năng, ai nấy làm việc theo khả năng của mình, thế là vua yên ổn ở trên, bề tôi hòa thuận ở dưới, hành động vô vi mà đều ở trong đạo, thong dong hợp với lễ. Tư tưởng thiên mệnh của Khổng Tử nói về đạo lý kính thiên chi mệnh, đức xứng với trời. Thiên mệnh cả đời của Khổng Tử là kế thừa văn hóa truyền thống ngàn năm, kiên định đạo giúp thiên hạ. Trong hoàn cảnh xã hội, lễ băng, nhạc hoại, tuy cả đời lang bạt khốn khổ, luôn gặp cảnh khốn cùng, liên tiếp gặp gian nan, nhưng trước sau vẫn kiên định không thay đổi, không toại nguyện, chí chẳng thành, có đức lớn như trời đất, tạo ân trạch cho người dân suốt trên 2000 năm. Phong thượng tôn sư trọng đạo của các đệ tử Khổng môn được người các thời đại tôn sùng. Nhan Hồi coi chí thầy làm chí mình, coi ước nguyện của thầy là ước nguyện của mình. Theo chân Khổng Tử thực hành nhân nghĩa khắp thiên hạ, đã để lại phong cách mẫu mực của bậc thánh hiền tôn sư trọng đạo và quyết chí bền lòng truy cầu chân lý. Cầu vồng rực rỡ tháng năm không quên, chiều trái tim khắc ghi lời người, bước chân rộn vàng lòng người hân hoan, kìa pháp luân đài pháp mang thiện lương thức tình trần gian, trời bão mưa gió không sơn lòng, đi khắp bốn phương răng gió sự thật, bốn bể là nhà bên gan vững chí, đệ tử đại pháp luôn kiên định như hoa mai nở trong gió buốt, tiếng nhạc vọng vang xa ngàn năm vẫn đợi chờ, thế ước chờ xưa kết duyên lành, nơi nào đại pháp qua hồng ân sang rọi, mau trở về thôi đất trời hiền linh, nơi nào đại pháp qua hồng ân sang rọi, mau trở về thôi đất trời hiền linh. Chương trình của chúng tôi đến đây xin phép tạm dừng. Chúng ta hãy cùng chia sẻ chương trình trên kênh Facebook và YouTube chính thức của Khát Vọng Cuộc Sống quý vị nha. Đồng thời đừng quên nhấn vào chiếc chuông để không bỏ lỡ các số tiếp theo của Khát Vọng Cuộc Sống. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào 20h30 tối thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.